Hồi nãy khi chúng ta nghiên cứu cái thị trường tự do đó thì chúng ta được biết rằng giá cả hình thành tùy theo cái quan hệ cung cầu hàng hóa đó ở trên thị trường. Chúng ta sẽ bắt đầu vào cái bài cầu cung và giá thị trường thì chúng ta sẽ rõ hơn rằng là cầu nó như thế nào, cung như thế nào, và cái tương quan cung cầu như thế nào thì giá cả ở trên thị trường nó sẽ hình thành như thế nào. Chúng ta sẽ biết được cái điều đó trong cái bài cầu cung và giá cả thị trường này. Như là hồi sáng đó thì tôi có nói với các bạn là tôi không giới thiệu nội dung tuần tự theo như trong cái giáo trình hay là trong cái cuốn sách mà các bạn có, mà tôi sâu chuỗi những cái vấn đề mà nó tương tự nhau hoặc là nó đối nghịch nhau để trình bày theo cái kiểu đó. Cho nên có thể rằng là các bạn sẽ khó theo dõi một chút, nhưng mà nó giúp cho các bạn sẽ học được nhanh hơn. Chúng ta có hai cái khái niệm cầu và cung. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái khái niệm cầu trước. Cầu nó được định nghĩa là những số lượng mà người tiêu dùng sẵn lòng mua, tương ứng với những mức giá khác nhau của cái hàng hóa nào đó mà chúng ta đang nghiên cứu cầu. Thí dụ như là cầu của mặt hàng gạo, nó là những số lượng gạo mà người tiêu dùng ở trên thị trường sẵn lòng mua, tương ứng với những mức giá gạo khác nhau. Nhưng mà nói như vậy thôi ha, thì chúng ta cũng chưa xác định được cái số lượng đó là bao nhiêu. Mặc dù chúng ta biết giá, ví dụ như giá một ký gạo là 10.000 đồng, những người mua sẽ mua bao nhiêu ký gạo, chúng ta sẽ chưa xác định được nếu như chúng ta không xác định cái khoảng thời gian mà mình nghiên cứu cầu. Cho nên cái khái niệm về cầu nó còn có một cái ý thứ hai tiếp theo là trong một khoảng thời gian xác định. Cái khái niệm về cầu này đó là các bạn thấy rằng là ở trong sách nó có đó, thì các bạn có thể chia nó ra thành ba ý. Đó là những số lượng mà người tiêu dùng sẵn lòng mua, tương ứng với những mức giá khác nhau của cái hàng hóa đó trong một khoảng thời gian xác định. Ví dụ như trong một tuần, những cái số lượng này nó sẽ khác với trong một tháng, mặc dù là cái mức giá là như nhau. Thời gian khác nhau, số lượng mua nó sẽ khác nhau, cho nên chúng ta phải đưa cái yếu tố là trong một khoảng thời gian xác định, tùy vào chúng ta xác định nó là bao lâu. Vào đây thì chúng ta mới xác định được cái số lượng tương ứng. Thứ hai nữa, cái ý thứ ba nữa đó là giới giả định các điều kiện khác không đổi. Các điều kiện khác là cái điều kiện gì? Đâu có phải rằng là người tiêu dùng khi mua hàng người ta chỉ xem giá không thôi. Không phải, người ta không thể quyết định mua cái mặt hàng đó hay không nếu như người ta chỉ xem cái mức giá của cái hàng hóa đó thôi. Có phải không các bạn? Khi mà các bạn có ý định mua một cái mặt hàng nào đó, các bạn phải xem xét đến những cái yếu tố gì ngoài cái yếu tố giá nữa? Chất lượng. Chất lượng. Chất lượng, nhưng mà trên thị trường cạnh tranh hoàn toàn thì tất cả các hàng hóa là như nhau. Nó không có chênh lệch về chất lượng. Xem gì nữa? Có vẻ là bạn khá là tự tin là mình có đủ tiền mua đúng không? Cái giá cả. Giá cả đó mình xem rồi. Ngoài giá, khi bạn có ý định, ví dụ như bạn có ý định mua cái khăn choàng đi, bạn xem giá đúng không? Đó thì người ta đã nói rồi, những số lượng mua tương ứng với những mức giá khác nhau, mình xem giá. Rồi mình phải xem cái gì nữa? Đương nhiên khi mình có ý định mua là mình phải thích nó rồi, mình mới quan tâm đúng không? Nhưng nhiều khi mình cũng chưa có thích nhưng mà mình vẫn xem hàng. Còn phải tính đến cái yếu tố gì nữa? Service À, dịch vụ cung cấp đi kèm phải không? người À. bán có dễ thương không? À, người bán có dễ thương không? Đúng. Xem gì nữa? À, các bạn mà muốn trả lời các bạn nhìn vô trong sách đó, các bạn thấy người ta gợi ý. Những yếu tố, những nhân tố ảnh hưởng đến cầu á. Ở đây ha, nhấn mạnh nha. Cầu được định nghĩa trong kinh tế vi mô là những số lượng mà người tiêu dùng sẵn lòng mua tương ứng với những mức giá khác nhau. Ở trong đây nó hàm ý là cái mong muốn của mình phải có khả năng chi trả. Còn ai mà chẳng muốn là mình có nhà lầu xe hơi nhưng mà mình không có khả năng chi trả, không được tính vào cái cầu này. À, đó là chỉ là mới chỉ là ước muốn thôi.
Như vậy thì khi mình mua hàng, mình có ý định mua hàng, thứ nhất là mình xem giá nè, rồi mình xem mình có thích không nè, rồi mình xem mình có tiền không nữa chứ. Các bạn chắc chắn là các bạn sẽ có đủ tiền để mua, cho nên không cần phải xem tiền gì. Cái đó là cái yếu tố ngầm mà các bạn không nghĩ đến, đúng không? Bởi vì có thể rằng là khi mà các bạn có ý định mua hàng, tức là các bạn đã chuẩn bị tiền rồi. Như vậy thì những cái yếu tố khác chúng ta giả định nó là không đổi, chúng ta chỉ cho một thứ thay đổi thôi là giá, thì người ta định nghĩa cầu đó là những số lượng mua tương ứng với những mức giá khác nhau của cái hàng qua đó. Không phải rằng là những cái số lượng mua này nó hình thành chỉ tùy thuộc vào giá không đâu, tùy thuộc vào những cái khác nữa, ví dụ như là thu nhập của những người mua, rồi thí dụ như là có bạn vừa nói đó, dịch vụ đi kèm chẳng hạn, hay là cái gì đó, sở thích người ta thích nhiều hay ít chẳng hạn, những cái kia không phải là giá, chúng ta đưa vào giả định các điều kiện khác không đổi, để chúng ta chỉ cho mỗi một cái mức giá này thay đổi thôi. Chúng ta xem rằng những cái số lượng mà người mua, người ta sẵn lòng mua đối với cái hàng hóa đó nó như thế nào thôi. Hồi sáng tôi có giới thiệu với các bạn rằng là khi phân tích chúng ta nên cho một nhân tố thay đổi, còn mấy cái khác chúng ta phải giả định nó không đổi, thì mình mới thấy được rằng là khi giá này thay đổi nè, thì những cái số lượng mà người tiêu dùng sẵn lòng mua này nó thay đổi như thế nào theo cái sự thay đổi của giá. Mình mới thấy được khi mà mình giả định các cái khác là không đổi. Bây giờ cung á, thì nó được định nghĩa như thế nào ha. Bây giờ á, tôi hướng dẫn các bạn ở bên đây nè, cái ô màu xanh này, cầu là nói về người tiêu dùng, cung là nói về nhà sản xuất, cho nên bây giờ bên này cái gì là người tiêu dùng chúng ta thay bằng nhà sản xuất. Nhà sản xuất thì họ đâu có mua, họ bán, cho nên chữ mua thay thành chữ bán là xong. Chúng ta có cái khái niệm về cung. Cái phát hiện này á, quan trọng nha. Bởi vì nếu mà các bạn đọc sách mà đọc qua một lần đầu tiên các bạn sẽ không thấy cái này. Vì vậy nếu như mình học hai lần thì mình sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đây là một cái cách học tập hiệu quả. Mà các bạn có thích học tập hiệu quả không? Đương nhiên là thích. Bởi vì nếu học tập hiệu quả thì mình chỉ cần tốn ít thời gian thôi mà điểm thì cao. Tôi thấy có vài bạn rất phấn khởi học tập hiệu quả, phải vậy chứ, chứ còn mình học đêm này qua đêm khác, ngày này qua ngày khác mà mình thi thì không đạt, vì mình không biết cách học á, cho nên nếu biết cách học chỉ cần tốn ít thời gian thôi thi đạt dễ dàng, điểm đẹp, vậy là chúng ta ứng dụng được cái môn kinh tế học vi mô rồi. Rồi bây giờ các bạn có thể phát biểu được cái khái niệm về cung ha. Tức là bây giờ mình trong cái trang này nó còn thiếu một cái ô màu xanh nữa, một cái ô ở bên này nữa. Còn hai cái này thì nó giống nhau rồi, cho nên là tôi để nó ngang qua đây. Tức là cầu cung là nó đều có hai cái ý này hết. Nó chỉ khác cái ý ở phía trên cái ô màu xanh này thôi, cho nên mỗi bên thì để một ô. Bây giờ bên này sửa lại đây thôi. Cho nên có nhiều bạn học cái môn kinh tế vi mô xong rồi người ta nói chứ. Người ta nói chứ là kinh tế vi mô chỉ cần thay thế chữ thôi. Như vậy thì từ cái khái niệm này nè, bây giờ chúng ta sẽ phát triển ra cái mối quan hệ giữa cái mức giá này với cái số lượng này ở bên cầu nó như thế nào. Cái mối quan hệ giữa cái mức giá này nè với cái số lượng này nè ở bên cung nó như thế nào ha. Người ta nhận thấy rằng khi giá của cái hàng hóa X nào đó người ta đang nghiên cứu cầu á, mà giá của nó tăng, lượng cầu nó giảm, và ngược lại nếu mà giá giảm thì lượng cầu nó tăng. Giờ các anh chị dành một phút suy nghĩ kiểm lại coi có phải đúng vậy không. Các anh chị thấy rằng mình cũng hành động giống vậy không, khi giá của một cái hàng hóa nào đó mà nó tăng, cái chúng ta cũng phải suy nghĩ rất là lâu, rồi cái chúng ta giảm, có thể giảm mua. Thí dụ nha, giá ga đổ rài nó cũng tăng dữ lắm á, có phải không? Như vậy á, thì các anh chị có xài ít đi không vậy? Có,
Có đúng không? Hồi trước á, giá gas nó có 100 mấy một bình thôi, cái mình nấu cái gì đó thì mình nấu thoải mái gì. Nhưng mà bây giờ á, nó tăng gấp đôi rồi, tới 300 mấy 400 rồi. Có phải là mình có suy nghĩ không? Ừ, có suy nghĩ. Tiền lương của mình không tăng mà tiền gas thì bây giờ nó tăng lên gấp đôi, phải suy nghĩ làm sao giảm giảm bớt tiêu dùng gas. Hồi trước 1 tháng mua bình gas, giờ phải 1 tháng rưỡi mới mua bình gas. Tôi thấy chị bạn ngồi ở cái bàn thứ hai gật đầu tâm đắc lắm, đúng vậy đúng không? Cho nên á, mà đối với những mặt hàng khác mình thấy cũng giống giống vậy á, mà các bạn khác ở trong lớp cũng cũng có cái ứng xử như vậy đúng không? Cho nên á, người ta nói cái mối quan hệ này là nó mang tính quy luật, người ta gọi là quy luật cầu. Quy luật cầu bởi vì nhiều người hành động giống vậy á, ứng xử giống vậy á, đối với nhiều hàng hóa nó đều như vậy hết á, người ta gọi là quy luật cầu. Và lưu ý rằng là quy luật cầu ở trong kinh tế đó thì nó không có đúng 100% đâu nha, nó có thể rằng là có một phần 10-20% gì đó nó không đúng thì cũng không sao cả, cái quy luật này nó nói lên cái tính xu hướng thôi. Cái như hồi nãy vừa chỉ cho các anh chị thì các anh chị suy nghĩ tiếp ha, để xem cái quy luật cung như thế nào. Nhưng mà trước hết thì ở từ đây chúng ta rút ra cái này nè, chúng ta thấy giá thì tăng, lượng cầu giảm, có phải hai này nó nghịch chiều nhau không? Nó nghịch nhau, cho nên cái quan hệ giữa giá và lượng cầu là quan hệ nghịch biến. Bây giờ quy luật cung thì sao nha? Bây giờ chúng ta xét với cái người bán thì chúng ta thấy nếu giá tăng thì họ sẽ hành động như thế nào? Sẽ có nhiều hơn. Đúng, khi giá tăng thì họ sẽ tăng bán đúng không? Để kiếm nhiều lợi nhuận. Đúng đúng, lý do là để kiếm nhiều lợi nhuận. Như vậy thì bạn trả lời luôn đi, kết luận ha, kết luận giống như bên này nè. Giờ nếu có một cái mũi tên ra nữa như bên này thì bây giờ Đồng mình ý. đúng. Rất hay, Đồng ý. bạn có xem bài trước không? Con À, dạ không. okay. Không có xem bài trước nhưng mà theo dõi và có thể suy luận được như vậy là cái tư duy tốt lắm rồi. Nếu tôi tin rằng là khi bạn về bạn đọc lại bài ở trong sách, người ta trình bày bài bản thì bạn sẽ hiểu được rất là dễ dàng. Không có khó khăn gì hết. Trong lớp mình có ai từ sáng tới giờ bi quan rằng là chắc không theo nổi cái môn học này quá không? Tức là tự tin thành công. À, rất tự tin đúng không? Như vậy thì tôi cũng rất là mừng, bởi vì cái môn học này nhiều sinh viên cho rằng là nó không dễ và nó chán nữa. Bây giờ mình nói theo một cái kiểu khác nữa, cũng nói về cầu cung ha, nhưng nói theo cái kiểu khác. Bây giờ mình nói theo ngôn ngữ của các nhà toán học, giờ cái quan hệ giữa giá và lượng cầu bây giờ mình viết dưới dạng hàm số. Dưới dạng hàm số, không biết các bạn còn nhớ toán không? À, thôi bây giờ mình cứ nhìn đây thấy là hàm số người ta viết Q bằng FP. Như vậy á, Q hàm B biến, các điều kiện khác không đổi, cẩn thận vậy thôi. À, chứ để không thôi nhiều bạn khác nói chứ hàm cầu sao có không biến vậy? Đâu có phải rằng là chỉ có giá biến đổi là số lượng mua này biến đổi đâu. Thu nhập mình thay đổi, ví dụ như thu nhập mình tăng số lượng mua này nó cũng thay đổi, hoặc thu nhập mình giảm số lượng mua này cũng thay đổi chứ. Chuyện đó chúng ta sẽ nói sao? Bây giờ cái đó mình giả định nó là không đổi. Bây giờ hàm cung á, mà viết tổng quát á, giống vậy không? Cũng Q bằng FP không? Cũng vậy thôi. Ở đây mình chưa có xét nghịch biến đồng biến gì hết á. Nghịch biến đồng biến khi nào mình có một hàm cụ thể mình mới thấy. Còn đây á, khi mình viết chung chung vậy á, Q bằng FP thì hàm cung hàm cầu gì nó cũng vậy thôi. À, tức là lượng cung lượng cầu tùy thuộc vào giá bán của cái hàng hóa đó. Những cái điều kiện khác chúng ta giả định nó là không đổi, cho nên chúng ta có hàm cầu hàm cung một biến. Còn nếu như mà các bạn đưa hết những cái yếu tố khác vô, ví dụ như là sở thích, rồi thu nhập, rồi giá các hàng hóa khác có liên quan, các bạn đưa hết vô trong hàm thì chúng ta sẽ có một hàm cầu, hoặc là hàm chúng ta sẽ có một hàm cầu nhiều biến. Đối với cung cũng vậy á, nếu chúng ta đưa nhiều biến vô chúng ta sẽ có một hàm cung nhiều biến. Còn đây để cho đơn giản chúng ta sử dụng hàm một biến thôi. Như vậy thì mấy cái kia mình giả định nó là không đổi.
À, như vậy thì hàm cung cái dạng nó cũng giống vậy, dạng tổng quát thì nó giống vậy thôi. Cho nên ghi cái câu này chung cho hai bên. Để các anh chị biết cái cách tôi trình bày slide, các anh chị theo dõi nó cũng dễ nữa. Bây giờ hỏi nha, hàm này, hàm cầu hay hàm cung? Ở đây chúng ta có Q bằng FP nè, Q, FP nè ha. Nhưng mà hàm này là cầu hay cung? Phải tính Q với B, nếu mà B tăng, Q tăng đó thì là... hàm cung, còn nếu mà B tăng, Q giảm đó thì là hàm cầu. Nhưng mà giờ ra đây cụ thể rồi. Q bằng trừ 10B cộng 80. Hỏi hàm này là hàm cầu hay hàm cung? À, muốn biết nó là cầu hay cung thì phải coi nó đồng biến hay nghịch biến. Hồi nãy mình nói rồi đó, à, quan hệ giữa giá và số số lượng mà nó nghịch biến thì là cầu hay cung. Nhìn cái hàm này không thể biết được là nghịch biến hay đồng biến hả? Thôi giờ chỉ nha. Các bạn thấy cái biến B nè. Đây hàm ha. Đây nó có dấu trừ. Cho nên cái này mà tăng á, cái này nó tăng hay giảm? Đây có dấu trừ. Hàm nghịch biến ha. Chúng ta nhìn vô chúng ta thấy dấu trừ ở đằng trước cái biến là hàm nghịch biến. Còn như vậy thì nếu như là hàm cung thì sao? Không có cái dấu trừ này thì nó sẽ là hàm cung. Chỉ cách rồi biết rồi ha. Vậy giờ bạn nào cho thí dụ về một cái hàm cung đi. À, Q bằng 50B cộng 7. À, cho hàm thí dụ hàm cung được rồi. Bây giờ cho thí dụ về một hàm cầu đi. Bây giờ cho thí dụ hàm cầu á, thì đâu có trừ 3B cộng 10. Ờ, cho đại thôi, đúng không? Cho đại thôi, miễn có dấu trừ là được. Dấu trừ ở đằng trước cái biến số B. Chứ nếu mà cho dấu trừ ở đằng trước cái con số này thì không phải hàm cầu. Phải không? Đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục nè. Người ta có thể biểu thị cái quan hệ giữa giá và số lượng cầu bằng một cái bảng nữa. À, một cái bảng như thế này. Bảng này phải bảng cầu không? Cái bảng các bạn thấy đây nè, có phải bảng cầu không? Làm sao biết được nó có phải bảng cầu hay không? Chúng ta xem xét cái mối quan hệ giữa giá và số lượng. Đây nó cho một cái bảng có hai cột giá số lượng đây. Giá số lượng quan hệ nhau như thế nào? Nghịch biến thì mới là cầu. Ở đây nghịch biến không? Biết nhìn bảng số không? Đồng biến của Q bằng là... Cái bảng này nè. Ok. Thành công. Cái bảng này á, bảng này mình đọc làm sao nha? Bảng này mà đồng biến hả? Đây nè, mình đọc như thế này: giá bằng 6, số lượng 18, nghịch biến, đúng rồi. Đây mình cho nó từ đây xuống là thấy nó làm sao? Nhìn từ đây xuống thì thấy làm sao? Giá làm sao? Giảm. Còn bên cái cột này nhìn từ đây xuống thì thấy làm sao? À, thấy ra vấn đề rồi ha. Thấy ra vấn đề rồi, biết nhìn cái bảng rồi ha. Đó, mình nhìn bên này mình thấy xu hướng nè. Giá cho giảm xuống từ từ đúng không? Ở đây số lượng thì tăng. Giờ ai không thích nhìn từ trên xuống, nhìn dưới lên. Giá tăng. À, đó, nghịch biến chứ đúng không? Bên tăng bên giảm mà. Bây giờ cái bảng này nghịch biến hay đồng biến? Bảng bên tay phải nè.
bên tay phải là đồng biến. Đó, bây giờ chỉ rồi, chỉ cách rồi là nhìn vô là thấy liền ha. Bên tay phải là đồng biến cho nên nó là biểu cung, vì nó biểu thị mối quan hệ giữa giá và số lượng. À, giá và số lượng mà là một cái quan hệ đồng biến thì nó là hàm cung, đúng không? Cái biểu cung này là cũng là một hàm đó, cái này cũng một hàm mà ta biểu thị dưới cái dạng là một bảng chứ không phải là một cái hàm số như ở trên đây. Trên đây cái này là hàm liên tục, còn đây là hàm không liên tục. Bây giờ có cái hàm số rồi, chúng ta có thể vẽ ra được cái đường biểu diễn của nó. À, như vậy thì cái hàm cầu này nè, cho thí dụ đây, hàm cầu Q bằng trừ 10B cộng 80. Hàm này là hàm cầu đã hồi quy rồi. Và các bạn nhìn cái dạng này, các bạn hình dung cái đường cầu nó đường thẳng hay đường cong? Đường thẳng hay đường cong? Hàm này hàm bậc mấy? Đúng, hàm này hàm bậc 1, hàm bậc nhất. Hàm bậc nhất, đường biểu diễn của nó sẽ là đường thẳng. À, nhưng mà đường cầu tổng quát nói chung á, thì nó có dạng là một đường cong. Nó dạng là một đường cong, thẳng là dạng đặc biệt của đường cong thôi. Ở đây cho cái thí dụ hàm cầu này nó đơn giản cho nên là cái đường biểu diễn của cái hàm này sẽ là đường thẳng. Nhưng mà đường cầu không phải là một đường thẳng. Đường cầu dạng tổng quát nó là một đường cong. Nhưng để cho dễ, bây giờ mình vẽ đường thẳng thôi. Vẽ đường thẳng thôi ha. À, cho nó dễ. Cái đặc điểm quan trọng của cái đường cầu á, mà chúng ta cần lưu ý là nó có cái, nó đổ dốc xuống về bên phải. Nó đổ dốc xuống về bên phải. Tại sao nó đổ dốc xuống về bên phải? Vì nó biểu thị cho cái quy luật cầu. Quy luật cầu người ta phát biểu rằng giá tăng thì số lượng mua giảm. Ở đây chúng ta nhìn trên cái đồ thị này, chúng ta thấy nó biểu thị được cái điều đó nè. Giá tăng từ B2 tăng lên B1. Số lượng mua giảm từ Q2 sang Q1, đúng không? Bây giờ ngược lại, giá giảm nè, B1 giảm xuống B2. Số lượng mua làm sao? Tăng lên, đúng không? Nếu mà chúng ta vẽ một cái đường mà không đổ dốc về bên phải, chúng ta sẽ không biểu thị được cái quy luật cầu. Rồi giờ đường cung như thế nào các bạn tự biết. Tự biết được cái gì? Bạn nào nói được đường cung có dạng như thế nào? Cung nó sẽ đi lên và hướng về phải. À, từ sáng tới giờ mới nghe nó một giọng của một bạn nam. Rồi, đúng rồi, bạn tên gì đó? Dạ, Nguyễn Thanh Long, cái đó 2010. Nguyễn Thanh Long. Nó sẽ là một cái đường dốc lên mà đổ dốc sang bên phải. Và đây chúng ta thấy nè, giá tăng, số lượng mà các doanh nghiệp sẵn lòng bán nó sẽ tăng. Và ngược lại ha, giá giảm. Dạ. À, các bạn xem trong sách sẽ thấy người ta có vẽ cái đường cầu mà nó cong vậy nè, nhưng nó vẫn phải đổ dốc về bên phải. Đường cung mà nó có cong vậy đi nữa, nó phải dốc lên về bên phải. Bây giờ các bạn nhìn thấy ha, cái số lượng cầu nó thay đổi khi mà chúng ta di chuyển từ cái điểm này xuống cái điểm này, người ta gọi là một cái sự trượt dọc trên đường cầu. Cái di chuyển mà nó dọc trên cái đường cầu có sẵn này nè là sự thay đổi số lượng mua do cái thay đổi của giá. Như vậy thì khi khi mà có sự thay đổi của số lượng mua mà không phải là do sự thay đổi của giá bán của hàng hóa đó thì chúng ta biểu thị làm sao? Chúng ta không thể nào biểu thị được trên cái đường cầu hiện có này được hết á. Tại vì trên một cái đường cầu hiện có, chúng ta chỉ có thể biểu thị sự thay đổi của giá, làm thay đổi số lượng mua thôi. Bây giờ mình muốn biểu thị sự thay đổi của thu nhập chẳng hạn, thì nó cũng có là ảnh hưởng làm thay đổi số lượng mua. Chúng ta không thể biểu thị trên cái đường cầu này. Mà nói chúng ta không thể biểu thị trên đường cầu này thì có thể là các bạn sẽ tiếp tục suy luận.
Vậy thì chắc phải vẽ cái đường cầu khác quá. Chúng ta tiếp tục ha. Như vậy thì một cái câu hỏi đặt ra rằng là cái đường cầu, đường cung khi mà vẽ như vậy xong rồi nó ở nguyên chỗ đó hoài hay là nó có thay đổi, nó có dịch chuyển chạy tới chạy lui á, khi nào thì đường cung, đường cầu nó dịch chuyển đi khỏi cái vị trí mà hồi nãy mình vừa thấy, có không? Câu trả lời là có. Các nhân tố, khi các nhân tố không phải giá của hàng hóa đó thay đổi. Hiện giờ cho thí dụ nha. Cho thí dụ là chúng ta đang nghiên cứu cầu của cái mặt hàng bắp cải. Bây giờ giá của giá giá của những cái loại rau cải khác, các anh chị cho thí dụ như là bông cải đi, bắp cải, bắp sú ha, với lại bông cải ha, súp lơ ha, thì nó cũng là một cái loại loại rau. Thế thì khi giá của bắp cải mà chúng ta đang nghiên cứu bắp cải, khi giá bắp cải thay đổi, số lượng mua bắp cải nó sẽ thay đổi. Đó là một cái chúng ta có thể biểu thị sự thay đổi số lượng mua đó trên chính cái đường cầu mà chúng ta đã vẽ. Nhưng bây giờ người ta nói giá của bông cải thay đổi, nó có ảnh hưởng làm thay đổi số lượng cầu của bắp cải. Có Ừ, có ha. Như vậy thì chúng ta sẽ, thì trong cái trường hợp đó chúng ta có thể biểu thị bằng một cái sự trượt dọc trên đường cầu được không? Hay là đường cầu nó sẽ dịch chuyển đi? chuyển đi ạ. À, dịch chuyển đi. Tại vì mặc dù nói là giá, những giá bông cải chứ không phải giá bắp cải. Mình đang nghiên cứu cầu bắp cải. Nhưng mà giá bông cải thay đổi, nó ảnh hưởng đến số lượng mua bắp cải. Nó là nhân tố không phải giá của cái hàng qua đó. Đúng không? Như vậy trong cái trường hợp này, chúng ta có thể nói bông cải và bắp cải là hai sản phẩm thay thế cho nhau. Giá của sản phẩm thay thế nó thay đổi, nó sẽ làm cho đường cầu của cái sản phẩm đó dịch chuyển. Bây giờ hỏi câu hỏi ngược, câu hỏi khác ha. Giá trứng vịt tăng, đường cầu trứng gà có dịch chuyển không? Có. Đường cầu trứng vịt có dịch chuyển không? Hỏi tiếp câu nữa đó. Nha, giờ nhớ nhớ lại ha. Hồi nãy mình cho là giá trứng vịt tăng. Hỏi đường cầu trứng gà có dịch chuyển không? Trả lời có. Giờ hỏi tiếp, đường cầu trứng vịt có dịch chuyển không? Có trật, có trật. Sao có được nè, giá trứng vịt tăng thì đường cầu trứng gà nó dịch chuyển, là bởi vì giá trứng vịt chứ không phải giá trứng gà, cho nên đường cầu trứng gà nó là nhân tố không phải giá đối với trứng gà, cho nên đường cầu trứng gà dịch chuyển. Giờ hỏi giá trứng vịt tăng thì đường cầu trứng vịt có dịch chuyển không? Không. Tại vì giá trứng vịt tăng, số lượng mua trứng vịt thay đổi, chúng ta biểu thị trên chính cái đường cầu đó. Cho nên đường cầu nó không có dịch chuyển. Đường cầu trứng vịt đó không có dịch chuyển. Hỏi vậy ha, cái hỏi tới hỏi lui hồi hơn cái thế nào cũng trật à. Nhưng mà các bạn rõ chưa? Các bạn rõ này chưa? Mình phân biệt ha. Cái yếu tố giá của chính hàng qua đó mà thay đổi thì đường cầu không có dịch chuyển. Đối với đường cung nó cũng vậy á. Còn những cái yếu tố nào không phải giá của chính cái hàng hóa đó thì nó sẽ làm cho đường cầu hoặc là đường cung dịch chuyển. Thì mình nhớ tóm tắt lại vậy á, rồi vô rồi gặp cái câu hỏi cụ thể thì mình sẽ xác định có đúng là giá của nó không. Bây giờ để thực hành cho nó thành thạo chút nữa, giờ hỏi hỏi lại ha.
Giờ cũng trở lại cái thí dụ bông cải bắp cải nha. Giờ giá bắp cải giảm, đường cầu bông cải có dịch chuyển không? Cô hỏi lại thì đúng cô Hỏi lại hỏi lại nha. tại À, vì như vậy á, bông cải nó có nó cứ lộn, cho nên là mình phải ghi trong giấy đó, ghi trong giấy ha, ghi chữ bông cải rồi ghi bắp cải. Đó, ghi ghi hai cái chữ hàng ngang, ghi bông cải bắp cải rồi chưa? Bây giờ nói nha, cô cũng ghi luôn chứ không ghi cô cũng lộn luôn. Bông cải bắp cải ha. Rồi giờ hỏi giá bông cải tăng, đường cầu bắp cải có dịch chuyển không? có À đó, có người nói không, người nói có ha. Vậy ai đúng? Có đúng, có đúng. Rồi bây giờ đường cầu bông cải có dịch chuyển không? Không. Ừ. Vậy giờ thành thạo chưa, rành bây giờ cho thêm một cái sản phẩm nữa đi, mình cho cái sản phẩm là thực phẩm cho nó vui vui ha, mà nó cũng dễ hình dung nữa. Bây giờ cho cái sản phẩm là dầu đậu nành, dầu ăn á, để xào bông cải bắp cải nha. Dầu ăn. Bây giờ nói rồi, dầu ăn mình dùng để mình xào bắp cải bông cải. Như vậy thì dầu ăn với bắp cải là hai sản phẩm bổ sung. Nếu mình muốn làm cái món bắp cải xào mình không có dầu không được, phải không? À, vậy đó. Cái bây giờ như vậy thì hỏi vậy chứ, giá bắp cải mà tăng á, giả định như là người ta ăn bắp cải là người ta chỉ có thể xào được thôi, cho nên người ta phải dùng dầu ăn, giả định vậy đi. Giá bắp cải mà tăng, đường cầu dầu ăn có dịch chuyển không? Bây giờ trả lời được liền ha. Giờ hỏi thêm chút nữa, khó khó một chút nữa nha. Dịch chuyển như thế nào? Dịch chuyển như thế nào chưa biết trả lời ha. Đường cầu đường cung dịch chuyển như thế nào? À, nếu mà nãy giờ là chúng ta cũng chưa có phân biệt được là cung và lượng cung khác nhau như thế nào, cầu và lượng cầu khác nhau như thế nào, chúng ta có thể sẽ rất dễ lầm lẫn. Người ta nói đến lượng cung lượng cầu thay đổi khi giá của chính hàng hóa đó thay đổi, còn khi các nhân tố không phải giá của hàng hóa đó thay đổi, nó sẽ làm cho đường cầu đường cung dịch chuyển, tức là làm cho cầu cung thay đổi. Như vậy thì chúng ta phân biệt giữa cung và lượng cung, cầu và lượng cầu. Mà chắc là các anh chị cũng chưa phân biệt đâu được đâu ha. Vậy thì mình hình dung nhớ lại cái bảng cầu hồi nãy hoặc cái bảng cung hồi nãy mình thấy đó ha. Thì lượng cung là cái gì? Ở trong cái bảng đó, lượng cung là cái con số tương ứng với một mức giá. Con số cung tương ứng với một mức giá và con số cầu tương ứng với một mức giá. Còn người ta nói cung tức là nguyên cái bảng đó, khi nào nguyên cái bảng đó thay đổi thì là cung thay đổi. Còn khi chị nó dịch, chúng ta thấy sự thay đổi cái số lượng hàng trên hàng dưới thì đó là sự thay đổi của lượng cung. Bây giờ mình nhìn trên đồ thị cũng có thể phân biệt được cung và số lượng cung nó khác nhau thế nào, cầu và số lượng cầu khác nhau như thế nào. Và khi mình nhìn trên đồ thị thì sẽ thấy được là đường cầu đường cung dịch chuyển như thế nào luôn. Chúng ta xem cái hình này đây nè, đây là cái đường này là đường cầu. Tại cái mức giá B1, người mua mua số lượng Q1, mức giá B2 mua số lượng Q2. Chúng ta thấy có một cái sự trượt dọc theo đường cầu, mũi tên chỉ đây ha. Trượt dọc theo đường cầu đó là do sự thay đổi của giá của cái hàng qua đó. Thí dụ, ở đây mình nói cái mặt hàng bắp cải. À, giá bắp cải thay đổi từ B1 giảm xuống B2, số lượng mua nó tăng từ Q2, Q1 lên Q2. Đây là sự thay đổi của số lượng cầu. À, của lượng cầu đó. Vì chúng ta biểu thị sự thay đổi số lượng mua đó trên chính bản thân cái đường cầu này, trượt dọc trên đường cầu. Chúng ta nhìn thấy cái câu hỏi này, đằng chút nữa mình trả lời. Cái bây giờ đó,
giả định rằng là thu nhập của người tiêu dùng thay đổi thì người ta tăng mua bắp cải, giả định vậy thôi, chứ chắc là thu nhập người tiêu dùng thay đổi thì theo các anh chị có kinh nghiệm thì các anh chị thấy rằng là người ta giảm mua hay tăng mua bắp cải? À, giảm mua. À, như vậy là không có phải rằng là cứ khi thu nhập tăng là người ta tăng mua đúng không? Tùy theo mặt hàng. À, có mặt hàng khi người ta thu nhập người ta tăng, người ta sẽ tăng mua, nhưng mà có mặt hàng khi thu nhập tăng người ta giảm mua. Ví dụ như mặt hàng bắp cải này, các anh chị nói là thu nhập tăng người ta giảm mua, vậy chắc cái đây là món rau của người nghèo quá. Bởi vì khi thu nhập nó tăng, nó giàu lên, người ta mua thứ khác, người ta không mua bắp cải nữa. À, rồi, như vậy bây giờ giả định đây là cái mặt hàng mà khi thu nhập tăng người ta sẽ tăng mua. Vậy thì với cái khi thu nhập người ta tăng, ví dụ như tháng trước các anh chị lãnh lương được có 1 triệu tháng, tháng này được 2 triệu tháng, giá bắp cải y vậy không có thay đổi gì, ví dụ vậy, thì bây giờ chúng ta sẽ mua nhiều hơn trước, chúng ta mua cái số lượng Q,1 chứ không phải mua số lượng Q1 nữa. Thí dụ như là bây giờ mình thí dụ một cái mặt hàng nào mà khi thu nhập mình tăng mua đi. Thí dụ như coi phim chẳng hạn, vé xem phim chẳng hạn, khi thu nhập tăng có khi là chắc là người ta sẽ tăng đi coi phim á. À, như vậy thì nếu như giá của hàng hóa nó không đổi, thu nhập tăng cái người ta tăng mua, ta mua số lượng nhiều hơn ha. À, nếu như giá là B2 á, thì người ta cũng không mua số lượng Q2 mà người ta sẽ mua nhiều hơn, mua số lượng Q,2. Cái chúng ta tìm được cái điểm này với điểm này. Cái điểm này là ý nghĩa nó giống như điểm này. Điểm này ý nghĩa giống như điểm này, giống ở chỗ nào? Tức là số lượng mua tương ứng với giá. Số lượng mua tương ứng với giá, nhưng mà cái số lượng này giờ nó khác cái số lượng hồi nãy. Số lượng nhiều hơn. Như vậy hai điểm này nó sẽ nằm trên đường cầu, nhưng mà không phải đường cầu này, bởi vì mình thấy rõ ràng là nó nằm ở phía bên phải của đường cầu này. Chúng ta nối hai điểm này lại, chúng ta được cái đường này đường cầu không? Đường cầu, tại vì cái đường này nó cho thấy số lượng mua tương ứng với giá mà, số lượng mua tương ứng với giá, ý nghĩa của nó giống như là cái đường D này, cho nên nó là đường cầu, nhưng nó là đường cầu mới, đường cầu D1. Cái đường cầu mới ha, tức là cái đường cầu D1 này nó hình thành tương ứng với cái mức thu nhập của người tiêu dùng đã được tăng lên. Và chúng ta thấy tương ứng với những mức giá không đổi như trước, số lượng mua đều nhiều hơn trước. Cho nên trong trường hợp này chúng ta nói cầu tăng. Cầu tăng ha, có nghĩa là tương ứng với mọi mức giá, số lượng mua đều nhiều hơn trước hết, cầu tăng. Còn ở bên đây chúng ta thấy số lượng mua nó nhiều hơn là do giá giảm. Vậy giờ phân biệt được lượng cầu với lại cầu chưa? Hả? Cầu tăng khi nào? Khi đường cầu dịch chuyển sang bên phải đường cũ. Như vậy giờ nó qua tới D1 rồi, cái bây giờ nó chạy ngược trở lại D thì chúng ta nói là cầu giảm. Cầu giảm, chạy ngược qua đây là cầu giảm. Còn ở đây á, từ từ cái số lượng Q2 qua Q1 đây, chúng ta nói lượng cầu giảm, tại vì nó trượt dọc theo đường cầu, từ đây nó trượt lên đây nè. Đó. Còn á, như vậy á, thì cầu sự thay đổi của lượng cầu thì chúng ta biểu thị trên chính cái đường cầu đó. À, còn khi đường cầu dịch chuyển thì là cầu tăng hoặc là cầu giảm. Mà khi nào thì đường cầu dịch chuyển? Khi giá tăng hoặc giảm thì nó trượt dọc trên đường cầu chứ. Đây nè, đây nó trượt dọc trên đường cầu. Khi nào đường cầu dịch chuyển? Nhớ lại ha, nhớ lại. Cô trở ngược lại, khi nào đường cầu dịch chuyển? Nhìn bảng thấy không? Khi các nhân tố không phải giá của hàng hóa đó thay đổi. Vậy giờ chúng ta trả lời được cái câu hỏi này chưa? Trượt dọc theo đường cầu, lượng cầu hay cầu thay đổi? Trượt dọc theo đường cầu, lượng cầu hay cầu thay đổi? Theo em thì lượng cầu thay đổi ạ. Đúng. Ừ, trả lời xác định được cái câu đó là đúng rồi đó. Hỏi thêm câu nữa nè. Nhìn cái đồ thị bên này nè. Thấy cái mũi tên không?
Có nghĩa rằng là cái đường cung ban đầu là đường này nè. Bây giờ nó dịch chuyển qua đây này, hỏi nha. Khi nó dịch chuyển qua như đường cung dịch chuyển qua như vậy á, là cung tăng hay cung giảm? Dạ cung giảm. Cung giảm. Giờ hỏi lại một lần nữa, cung giảm hay lượng cung giảm? Dạ cung ạ. Tại sao biết cung giảm chứ không phải lượng cung giảm? Giá tăng. Không phải, do đường cung dịch chuyển. Do đường cung dịch chuyển cho nên mình kết luận là cung giảm chứ không phải do giá tăng. Do hỏi hồi cái thế nào cũng trả lời là tại vì nếu mà giá tăng á, thay đổi á, thì chỉ là lượng cung thay đổi chứ đâu phải là đường cung dịch chuyển. Nhưng mà lượng cung thay đổi do giá thay đổi thì nó là trượt dọc trên đường cầu, đây là đường cung dịch chuyển cho nên nó là cung thay đổi. Mà cụ thể đây là gì, nó dịch chuyển sang bên trái, nó là cung giảm. Cái này chúng ta cần phải rành quan trọng lắm á, để chúng ta tiếp những cái bài sau á, mà chúng ta nắm vững cái này rồi á, cái nguyên tắc này rồi á, thì chúng ta sẽ hiểu nó dễ dàng. Chứ không thôi á, qua mấy cái bài sau á, mà nó nhiều cái đồ thị á, thì chúng ta sẽ bị rối. Chúng ta nhìn cái bảng này, cái bảng này nó sẽ giải thích cho chúng ta biết rằng là giá cân bằng nó hình thành như thế nào. Đây nè, hai cái cột đầu này chính là cái bảng cầu mà chúng ta đã thấy hồi nãy. Cái cột này với cái cột bên này là bảng cung. Và người ta ráp lại, người ta bỏ bớt đi một cột giá thì người ta còn ba cột. Chúng ta nhìn ở đây chúng ta thấy khi giá giảm, lượng cầu tăng, lượng cung giảm. Như vậy thì trong cái quá trình mà giá nó biến đổi này nè, số cầu số cung nó sẽ thay đổi và nó đạt được cân bằng ở một cái mức giá nào đó. Cái mức giá bằng 3, đây chúng ta thấy số cung số cầu bằng nhau, cho nên cái giá bằng 3 này người ta gọi là giá cân bằng của thị trường. Vì đây là thí dụ cho nên chúng ta nhìn đây chúng ta thấy khi giá cân bằng số cung bằng số cầu 30 đúng bằng 30. Nhưng mà thực tế á, là vì cái thị trường cạnh tranh hoàn toàn, nó có rất là nhiều người mua và rất là nhiều người bán. Các anh chị hình dung rằng cái việc mà cộng tổng số lượng người ta bán hay là cộng tổng số lượng người ta mua có dễ không? Cộng có được chính xác không? Chắc là không đâu á, cho nên nó là người ta cũng có phương pháp người ta cộng nhưng mà nó không thể nào mà chính xác được đâu. Cho nên nó là chúng ta hiểu nó là xấp xỉ 30, xấp xỉ 30. Như vậy thì cái giá cân bằng ở trên thị trường mà nó hình thành á, chính là khi chúng ta nhìn một cái thị trường nào đó, chúng ta thấy người mua muốn mua là mua được, người bán muốn bán là bán được hết. Nó có thể là nó dư chút ít hoặc nó thiếu chút ít, nó không rõ ràng thì coi như là thị trường đạt được cân bằng. Chứ không thể nào mà có cái chuyện mà bằng đúng y. Thực sự ra trong nền kinh tế thị trường tự do mà không có sự can thiệp của nhà nước thì cũng chẳng có ai mà đi cộng cái số này để mà biết là nó là chính xác là bằng bao nhiêu. Còn khi á, mà chúng ta muốn mua một cái sản phẩm nào đó mà chúng ta đi kiếm hoài không có thấy, nhiều người giống như chúng ta muốn đi mua kiếm hoài không có thấy bán thì có thể nó rơi vào cái mức giá bằng 6 này nè. Ở cái mức giá chúng ta mua hoài không có, kiếm hoài không có thấy ở dưới này chứ, nó rơi vào cái mức giá bằng 2 này nè. Ở cái mức giá này người mua muốn mua khá là nhiều nhưng mà người bán ra rất là ít, thị trường nó bị thiếu hụt thấy rõ luôn thì thị trường không đạt được cân bằng. Hoặc là có lúc chúng ta thấy cái thị trường nào đó đó nó đang có cái mức giá bán là bao nhiêu đó nó, nhưng mà người mua thì mua ít lắm, người bán đem ra bán rất nhiều nhưng mà để hoài lâu lâu mới có người hỏi mua. Như vậy thì thị trường đang không đạt được cân bằng mà ở cái tình trạng dư thừa không cần ai can thiệp hết, cái thị trường nó sẽ tự động điều chỉnh để đạt được cân bằng. Bằng cách nào? Thí dụ như thị trường đang bị thừa, những người bán họ thấy để hoài bán được họ giảm giá xuống. Khi mà họ giảm giá xuống thì người mua họ sẽ tăng mua cho đến khi nào bán được hết thì thị trường đạt được cân bằng. Nhưng mà sau đó nếu như mà người bán không biết tiếp tục giảm nữa, sợ dư đem ra bán không được, tiếp tục giảm nữa thì người mua người ta tăng mua lên quá thì họ nhận ra rằng là người ta mua rất nhiều mà những người bán ít vì giá nó thấp quá thì những người mua họ thấy vậy họ giành nhau mua thì họ sẽ đẩy giá lên. Cho nên đó là thị trường nó sẽ tự động điều chỉnh để đạt được cái giá cân bằng này. Chúng ta xem trên đồ thị chúng ta sẽ thấy cái giá cân bằng nó hình thành ở tại cái giao điểm của cái đường cầu và cái đường cung.
giá và số lượng cân bằng được xác định tại giao điểm của đường cầu và đường cung ở trên đồ thị. Mình vẽ cái đường cầu, đường cung chung vô một cái đồ thị, nó sẽ cắt nhau ở một điểm. Tại cái điểm đó chúng ta chiếu xuống trục quanh, xác định được cái mức sản lượng cân bằng của thị trường, chiếu qua trục tung, xác định được cái mức giá cân bằng của thị trường. Một cái mức giá nào đó nó nằm ở phía trên này nè, trên mức giá cân bằng, thị trường sẽ bị thừa thiếu. Hồi sáng chỉ cách nhìn đồ thị rồi, giờ nhìn đồ thị này biết không? Cái mức giá ở ngay mức giá chỗ này là cao hơn giá cân bằng, là thị trường thừa thiếu. Nhìn trên đồ thị á. Ở đây thì nó cân bằng rồi, bị hai đường này nó giao nhau chỗ này, số lượng mình suy ra từ đường nào thì cũng có một số lượng thôi, cho nên nó là không có thừa không thiếu. Nhưng mà ở một cái mức giá cao hơn cái giá B1 này, thị trường thừa thiếu, nhịn đồ thị biết không? Bạn nào trả lời được? Không trả lời được, không trả lời được ha. À, cô chỉ cách ha, trả lời được không? Theo em thì khi mà giá cao thì thị trường sẽ thừa hàng hóa. À, bị thừa. Ở trên cái đồ thị này mình nhìn thấy được không? À, được luôn, nó biểu thị bằng cái đoạn này nè. À, bởi vì á, cái đường này đường cầu ha, ngay tại cái điểm này nè, chỉ yếu xuống đây, chúng ta xác định được số lượng cầu. Ngay cái điểm này chỉ yếu xuống đây, chúng ta xác định được số lượng cung. Số cung nhiều hơn số cầu, tức là số lượng muốn bán nhiều hơn số lượng người ta muốn mua, thì thị trường bị thừa, đúng rồi. Giá cân bằng có thay đổi không? Thị trường à, không thay đổi ha. Không thay đổi là tại vì Hạnh quên rồi. Quên cái chỗ này nè. Khi người ta vẽ đường cầu, đường cung, thì người ta chỉ tính đến có một cái yếu tố giá thôi. Nhưng thực sự ra số lượng cầu, số lượng cung á, nó hình thành ở một cái thời điểm nào đó, đâu có chỉ là do tác động của một cái yếu tố giá không. Nó còn có nhân tố không phải giá nữa. À, như vậy á, những cái nhân tố không phải giá các bạn có thể đọc ở trong sách ha, thì sẽ thấy những cái nhân tố không phải giá nào nó ảnh hưởng đến cầu, những nhân tố không phải giá nào nó ảnh hưởng đến cung. Đây ha. Như vậy á, thì thị trường do giá cả lên xuống, nó tự động nó điều chỉnh để đạt được cân bằng. Khi nó đạt được cân bằng nó có thay đổi không? Nó sẽ có thay đổi. Nó thay đổi khi nào? Khi đường cầu đường cung dịch chuyển. Đường cầu đường cung chạy đi thì cái giao điểm đó nó cũng chạy đi theo chứ. Thí dụ ha, đường cầu dịch chuyển chạy lên đây, chúng ta tìm được cái giao điểm mới ở phía trên này. Phía trên này. Vậy khi cái đường cầu từ D này nó dịch chuyển lên D1, cầu tăng hay giảm vậy? Các bạn trả lời là đường cầu tăng. Là cầu tăng. Mình trả lời là cầu tăng, đúng. Khi cầu tăng thì chúng ta thấy số lượng cân bằng và giá cân bằng thay đổi thế nào? Nhìn trên đồ thị á, thấy sao? Giá cân bằng tăng. Giá cân bằng tăng ha. Số lượng cân bằng cũng tăng luôn. Cho nên á, theo các bạn, cái chính sách kích cầu là kích cầu cho cầu tăng hay là cho lượng cầu tăng? Lượng cầu tăng. Sao lượng cầu tăng? Lượng cầu mà tăng là giá phải giảm, lượng cầu đó mới tăng. Đúng không? Có nhà sản xuất nào mà họ chờ đợi chính phủ phải kích cầu để họ giảm giá bán rồi tăng được sản lượng không? Không cần, họ tự làm được. À, nếu như họ giảm giá là họ sẽ bán được nhiều hơn à. Nhưng đây nhà sản xuất họ muốn bán được nhiều hơn nè. Q1 nè, bán được nhiều hơn Q2 nè, nhưng mà giá tăng luôn, cho nên cần phải có chính sách kích cầu, tức là đẩy cho cái đường cầu chạy lên. À, đẩy cho đường cầu chạy lên thì họ cần có cái sự hỗ trợ của chính phủ để đẩy cái đường cầu này chạy lên. Giờ nói gì vui chứ. Thí dụ như là bông cải đó,
cái mặt hàng bông cải đó. Đây là đường cầu mặt hàng bông cải. Bây giờ mình muốn cho cái đường cầu mặt hàng bông cải nó chạy lên trên đây á, mình làm cái gì có thể làm cho nó chạy lên được? Đấy, tăng giá, người ta tăng giá đây ha. Đây giá đang B1 ha, giờ tăng lên B2 cái ha. Người ta đang mua số lượng này ha, người ta giảm mua đây luôn. Tăng giá là trượt dọc trên đường cầu. Bây giờ muốn đẩy cái đường cầu lên, lên đây nè. Tức là làm cho cầu tăng á, thì có thể làm cái gì được? Giờ mình trở lại một cái thí dụ có thật nó đã xảy ra. Một cái thí dụ có thật nó đã xảy ra trên thị trường Việt Nam. Khi mà có một loạt những cái bài báo nói rằng ăn bưởi bị ung thư đó, các bạn nhớ không? Đường cầu về bưởi nó sẽ dịch chuyển đi đâu? À, bên trái. Ví dụ như đường cầu về bưởi nó đang là cái đường này, bây giờ nó sẽ dịch chuyển xuống đây. Bởi vì đó là cái nhân tố không phải giá, đúng không? À, chúng ta tâm niệm rằng là nhân tố không phải giá nó mới làm cho đường cầu, đường cung chạy đi. Còn là giá của nó thì chỉ có thể phân tích trên chính cái đường đó mà thôi. Vậy thì bây giờ đó, các nhà sản xuất người ta muốn cầu tăng chứ. Tức là đường cầu dịch chuyển lên đây để người ta bán được nhiều hơn mà giá cao hơn. Chứ còn nếu mà đường cầu mà nó không chạy lên được á, mà muốn bán nhiều hơn tới đây á, giá phải thấp hơn là thấy không? Cho nên ta đâu có muốn vậy. Cái sau khi kích cầu được á, kích cầu được làm cho cái đường cầu nó chạy lên đây rồi, giá nó lên tới đây rồi, cái các nhà sản xuất á, người ta thấy giá tăng lên như vậy mà bán được cũng dễ nữa, bán được số lượng nhiều dễ bán, thì người ta sẽ suy nghĩ mở rộng cái quy mô sản xuất. Sản xuất chất lượng tốt hơn. Không, mình không nói chất lượng tốt hơn. Cái sản phẩm y như vậy thôi mà người ta làm nhiều hơn. Người ta làm nhiều hơn. Còn sản xuất bắp cải chất lượng tốt hơn, nó thành ra cái sản phẩm khác nữa rồi ạ. Đây là cái sản phẩm phải y hệt vậy mới được. Như vậy như vậy cùng là bắp cải, nhưng bắp cải sạch chứ không sạch là hai cái khác nhau chứ, đúng không? Cho nên là ở đây mình đang nghiên cứu về một cái loại bắp cải thông thường thôi, không có tăng chất lượng gì hết á, bán trên thị trường cạnh tranh hoàn toàn, là không có nhãn hiệu gì hết đó, chất lượng đó là như nhau hết. Như vậy thì bây giờ người ta thấy giá gia tăng mà bán được nhiều nè, các nhà sản xuất người ta sẽ mở rộng quy mô, hoặc người ta suy nghĩ người ta không có tăng diện tích được, người ta suy nghĩ người ta tăng năng suất để người ta có thể thu hoạch được sản lượng nhiều hơn. Cái điều đó nó có làm cho đường cung này chạy đi không? Có. Có. Giá cân bằng bây giờ nó đang ở cái mức giá B2 này, người ta thấy thuận lợi quá, cho nên người ta đầu tư, người ta sản xuất, người ta tăng sản lượng ha. Cái điều đó nó làm cho, ví dụ như nhiều người trước đây không có trồng bắp cải, bây giờ cũng đổ xô đi trồng bắp cải. Những người đang trồng tìm cách để tăng năng suất lên, để mình có nhiều bắp cải mình bán với giá cao mình lời nhiều. Cho nên cái điều đó nó làm cho đường cung chạy đi. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Song song hay là lên trên? Lên trên, phía trên này hay là xuống dưới này? Lên trên chữ S đó. Lên trên này hả? Lên trên. Xuống dưới hả? Rồi, bây giờ ai đúng nè? Giờ đường cung chạy lên trên hay chạy xuống dưới? Ai đúng? Mình muốn biết vậy thì mình phải tính, mình phải coi là ở cái mức giá B2 này nè, cái mức sản lượng là nhiêu đây? Nếu mà cho cái đường cung này chạy lên đây thì sản lượng nó bị, sản lượng ở mức giá B2 là nó bị giảm. Bây giờ nói, đang nói là cung tăng mà. Cung tăng thì đường cung nó phải chạy sang bên phải này mới được. Như vậy là nếu mà mình cho đường cung mà nó chạy lên trên này là cung giảm. Không nhớ hồi nãy hả? Hồi nãy cái đồ thị, hồi nãy đường cung chạy lên trên đó, cái hỏi là tăng giảm, có bạn đã trả lời là giảm rồi. Giờ cung tăng mà. Các nhà sản xuất người ta mở rộng quy mô, gia tăng sản lượng. Nhiều người tham gia vào sản xuất ở cái ngành này nữa. Thì nó phải làm cho cái, nó phải làm cho cái, nó phải làm cho cung tăng, cho nên đường cung nó phải chạy xuống dưới. Cái chúng ta tìm được cái giá cân bằng mới nè.
bây giờ nó thấp hơn cái giá cũ, thấp hơn cái giá B2, thấp hơn cái giá B2, nhưng mà sản lượng nó vẫn nhiều lên. Cho nên bây giờ liên hệ để cho các anh chị thấy ý nghĩa của chính sách kích cầu. Khi mà chính phủ kích cầu một cái sản phẩm nào đó, giá giá nó sẽ tăng, nhưng mà số lượng nó cũng tăng lên. Một thời gian sau giá nó sẽ bình ổn trở lại, nó sẽ giảm từ từ xuống, nhưng mà số lượng nó lại tiếp tục tăng, cho nên cái ngành đó nó sẽ phát triển. Chính vì vậy mà người ta khuyến khích mình mua trước là vậy á. Thì cái đường cung này nè, nếu mà nó dịch chuyển xa hơn nữa xuống tuốt ở phía dưới này, thì chúng ta sẽ thấy có thể nó sẽ trở về cái giá cân bằng trước đó, nhưng mà số lượng á người ta cung ứng ra thị trường nó sẽ nhiều hơn rất nhiều. Cho nên bây giờ mình cũng mua được số lượng, như mua được cái giá như trước mà mua được số lượng nhiều hơn. Và cái ngành sản xuất này á, họ sản xuất số lượng nhiều hơn, tức là cái ngành đó nó đã phát triển.